Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới Giáp Thìn tới quý cô bác, anh chị, sức khỏe, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động bất ngờ. Cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đúng 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, ân trên báo mộng, thần Phật cho lộc, vận may bùng nổ, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời xứng tầm đại gia, tiền tiêu ba đời không hết. Mậu Thân mạng thổ số này, can chi tương thuận gặp may hên hoài, hiền lành có trí học hành, thông minh năng động tài nhanh hơn người, thuận sanh mùa hạ tốt tươi, công danh gia đạo cả mười đều nên, nghịch sanh lỗi số khó bền, tha phương lập nghiệp tuổi tên ở đời. Trung niên là lúc gặp thời, gia đình sự nghiệp an nơi tuổi già. Vâng, thưa quý vị thân mến, Tử Vi học có nói rằng trời sinh mỗi người mỗi số, mỗi phận riêng. Không phải ai sinh ra trong nghèo khó thì sẽ nghèo khó mãi, cũng không phải ai sinh ra trong nhung gấm lụa là thì cả đời sẽ an nhàn sung sướng. Mà tất cả đều có sự luân hồi chuyển dịch giữa các năm, các giai đoạn khác nhau. Trong cuộc đời người tuổi Mậu Thân cũng nằm trong vận trình như vậy. Tử Vi học có nói rằng số người tuổi này được định sẵn là đắc tài phú quý. Tuổi trẻ làm lũ vất vả đủ đường, nhưng chỉ cần có ý chí nghị lực vượt khó thì từ năm 2024 trở đi nhất định sẽ được gặt hái quả ngọt, được nhận lộc vàng trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu được đó, đổi đời giàu có, gia đạo sung túc ấm êm. Đặc biệt nhất là trong 6 tháng đầu năm 2024 này sẽ là lúc Mậu Thân đón nhận thiên mệnh, chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, trúng quả giàu to, hết khổ sạch nợ. Bao nhiêu vất vả nghèo khó khi xưa sẽ được đền đáp xứng đáng, nhà rộng xe sang, con cái thành đạt cuộc sống sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy thì vận trình cụ thể của tuổi Mậu Thân sẽ diễn ra như thế nào? Trong 6 tháng đầu năm 2024 này, vận trình có điều gì cần chú ý để gặt hái thêm nhiều thành quả như ý? Thì ngay sau đây là luận giải của kênh Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng theo dõi và chiêm nghiệm qua lá số tử vi dưới đây nhé. Thưa quý vị, theo tử vi chọn đời, tuổi Mậu Thân 1968 là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt. Trong công việc họ là một người chăm chỉ, cẩn thận. Vì thế sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh. Tuổi Mậu Thân 1968 thường sẽ thành công muộn. Bước sang năm 2024, tuổi Mậu Thân tuy vẫn dính năm cuối tam tai, nhưng nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, cộng với sự phù trợ của các cát tinh, nên đây sẽ là năm đột phá cho bản mệnh. Đặc biệt thời điểm 6 tháng đầu năm 2024, thầy Tử Vi hé lộ rằng thời của tuổi Mậu Thân đã đến, ví như gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần vững vàng tâm trí, nỗ lực phấn đấu không ngừng, đường số sẽ được thỏa nguyện mọi ước mong, cảm nhận rõ dòng tiền chảy ồ ạt về túi. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong hệ tử vi đổ số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Mậu Thân sinh năm 1968. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Mậu Thân. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Mậu Thân trong năm 2024, chi tiết như sau. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp là các cá nhân tuổi Thân, những con người thông minh, hiếu động, bản tính nghịch ngợm khiến họ hay gây rắc rối, thậm chí khiến người khác tổn thương. Dù mục đích ban đầu của họ tốt đẹp, sự thông minh, khiếu hài hước là điểm đặc trưng của Khỉ, nhưng thực tế, chính họ gặp rắc rối trong việc thể hiện những phẩm chất tốt của mình. Tuổi Mậu Thân, với can sinh chi, tiền của dễ tạo, cuộc sống được nhiều xuôi thuận về mặt tài lộc, công danh,
nhưng Đường Tình có không ít rối rắm, là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán cả về công việc cũng như ham muốn, nên Đường đời có nhiều đổi thay, ngoại trừ người sinh vào ban đêm của hai mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển trời, nghịch xanh phải vất vả thăng trầm, tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu, nhưng nặng nợ về tình duyên, có người thất vọng muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi Mậu Thân, thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Hóa tương trợ, là người có óc cầu tiến, nhiều tham vọng, thích hợp với các ngành nghề có tính chất vui chơi, giải trí và giỏi về thực hành hơn lý thuyết. Mậu Thân sinh năm 1968, là người khôn ngoan, tài trí gan dạ, nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Nam giới tuổi Mậu Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng, nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Mậu Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Xét theo cung mệnh, Mậu Thân thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ. Mệnh thổ đại diện là đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây cối, nguồn cung cấp sự sống, tượng trưng cho sự may mắn, bình an. Người tuổi Mậu Thân mệnh thổ được biết đến là người có nhiều tình yêu thương, chăm chỉ, lý trí và ôn hòa, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng, thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Phụ nữ tuổi Mậu Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Mậu Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Mậu Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế. Họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Còn với nam giới tuổi Mậu Thân cũng là người tài năng, sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng, giúp tuổi Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác, kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt, sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Cuộc đời tuổi này tuy có phần vất vả, tuổi trẻ nhiều phen thăng trầm khốn khó, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá, đến hậu vận sống yên ổn. Dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ, sự nghiệp của bản mệnh vững chắc ở vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư giả, có của ăn của để. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi năm 2024 tuổi Thân cho biết, năm nay con giáp này vẫn dính năm cuối tam tai, nhưng nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ cộng với sự phù trợ của các cát tinh, nên đây vẫn sẽ là năm đột phá cho bản mệnh. Những người tuổi Mậu Thân sẽ có một năm gặt hái nhiều thành công, nhưng công sức bỏ ra cũng không hề ít. Nhiều người còn có cơ hội bộc lộ những năng lực tiềm ẩn mà trước đó họ chưa có cơ hội để thể hiện hay khai thác nó, khiến sự nghiệp tài lộc của bản mệnh năm nay bội thu. Đặc biệt, thời điểm 6 tháng đầu năm 2024, thầy tử vi hé lộ rằng thời của tuổi Mậu Thân đã đến, ví như gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ cần vững vàng tâm trí, nỗ lực phấn đấu không ngừng, đường số sẽ được thỏa nguyện mọi ước mong, cảm nhận rõ dòng tiền chảy ồ ạt về túi. Cụ thể,
Xét phương diện tài lộc tuổi Mậu Thân trong 6 tháng đầu năm 2024. Bước sang 6 tháng đầu năm 2024, tuổi Mậu Thân sẽ cảm nhận được sự gia tăng mạnh mẽ nhờ tài khí tăng vọt, cộng thêm sự nâng đỡ của cục diện tam hợp mà nhiều hạng mục công việc của bản mệnh đạt kết quả cao, hứa hẹn không chỉ tiền bạc chảy về túi mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương, mở rộng quy mô làm ăn. Với người làm công ăn lương, năm này bạn đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, công sức mà có thể thu về nhiều khoản lời lãi hơn. Chính vì thế, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng thường nóng là không thể thiếu, thậm chí một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương trong năm. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những khách hàng mới. Dù phải bận rộn luôn chân luôn tay, song bạn thu về khoản lời lãi khả quan, thậm chí nhiều hơn cả dự tính. Nếu có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh thì bạn cũng có thể tiến hành ngay trong năm. Cát tinh long chỉ đem tới cho bạn nhiều đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cơ hội quý giá, nhiều trợ lực lớn lao, khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thêm vào đó, thiên tài còn hứa hẹn những cơ hội phát tài bất ngờ khi những mối đầu tư nằm im trước đó bỗng nhiên thu được lợi nhuận. Một số người còn dễ trúng thưởng khi tham gia những trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có cách chi tiêu tiết kiệm và đầu tư hợp lý để tiếp tục sinh lời. Còn nếu tiêu xài hoang phí, thì dù có giàu có đến mấy, bạn cũng nhanh chóng cháy túi, thậm chí phải vay mượn người khác mà thôi. Về phương diện sự nghiệp tuổi Mậu Thân trong 6 tháng đầu năm 2024, người tuổi Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp vào thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 này do có cát tinh phù trợ. Con giáp này hãy tin rằng, chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc, bỏ công bỏ sức ra thì chắc chắn thu được kết quả xứng đáng. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu cho thấy năm này bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, thậm chí bạn còn được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc những cơ hội để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Do đó, bản mệnh không nên ngại khó khăn, vất vả nhất thời. Nếu như phải vừa làm vừa học, chỉ cần bạn quyết tâm bỏ thời gian và công sức thì bạn sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngày gặt hái thành quả. Chính quan cho thấy, vận trình công danh sự nghiệp của bạn cũng sẽ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế dù mới chân ướt chân ráo bước vào một lĩnh vực nào đó, hoặc là người đã có kinh nghiệm, bạn cũng đừng ngại nêu lên ý kiến, quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đạt được những bước phát triển mới, còn chính bạn cũng khẳng định được vị thế của bản thân. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin phục của nhiều người. Tuy nhiên, dù được nhiều yếu tố thuận lợi nâng đỡ, người tuổi Mậu Thân cũng chớ nên lơ là, sơ suất, kẻo những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Năm 2024 vẫn chịu tác động của hạn tam tai, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử. Dù có thành công cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt và tìm cách hãm hại. Đối với các dự án quan trọng, bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm, đồng thời một khi đã làm thì cần cố gắng đến cùng. Tránh bỏ dở giữa chừng, kẻo công lao cuối cùng biến thành công cốc, không thu được bất cứ thành quả gì. Dự báo về phương diện sức khỏe tuổi Mậu Thân trong 6 tháng đầu năm 2024. Người tuổi Mậu Thân không gặp vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong 6 tháng tới này. Nhờ duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, mà sức khỏe thể chất của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đừng vì công việc bận rộn mà lơ là vấn đề nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Bản mệnh ăn ngủ đúng giờ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe thì mới đủ tỉnh táo và minh mẫn để hoàn thành công việc. Khi gặp quá nhiều căng thẳng, bạn cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Đối phương không những có thể lắng nghe, mà thậm chí còn có thể bất ngờ trở thành quý nhân của bạn, giới thiệu cho bạn những hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. Về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Mậu Thân trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo tử vi tuổi Thân năm 2024, phương diện tình duyên khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp trong 6 tháng tới, bản mệnh có cách hành xử, nói năng phù hợp trong những tình huống khác nhau thì dễ được mọi người yêu mến. Gia đạo yên ổn, một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái trong năm. Do có quý nhân tam hợp thúc đẩy nhân duyên tốt, đào hoa vượng, người độc thân dễ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng dần cởi mở hơn trong việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè mới, nên cơ hội tìm ra người phù hợp là rất cao. Đường số hãy tự tin là chính mình,
đồng thời chú ý cách hành xử linh hoạt, tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau, thì ắt lọt vào mắt xanh của người khác giới, bạn không cần quá cố gắng cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có gia đình đầm ấm, bản mệnh đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung là hài hòa. Hai người biết nhường nhịn nhau và cùng trao đổi tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Con cái trong nhà cũng ngày một trưởng thành, có cuộc sống ổn định. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. May mắn sẽ ghé thăm hỗ trợ cho sự nghiệp của bản mệnh, để bạn có thêm cơ hội bộc lộ khả năng và tài trí của mình. Công sức của bạn thời gian này sẽ được ghi nhận, dù có khó khăn, vướng mắc nào trong công việc, bạn cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi. Nhìn chung công việc không có vướng mắc vì bạn được nhiều người đồng nghiệp giúp sức, mọi việc cũng tiến triển thuận lợi hơn. Vận trình tình cảm người tuổi Mậu Thân hài hòa, mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu sắc và thấu hiểu. Cho dù là trong công việc hay mọi mặt của cuộc sống, đôi bên đều có thể trở thành điểm tựa của nhau. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Báo tin vui cho Mậu Thân là đây lại tiếp tục là tháng may mắn của bản mệnh. Đầu năm liên tiếp có lộc trời ban, làm ăn thuận lợi, tiền bạc cũng dư giả, đặc biệt được đại cát tinh tử vi soi đường chỉ lối, công việc tuổi Mậu Thân ngày càng suôn sẻ. Bản mệnh có cơ hội khẳng định và nâng cao năng lực bản thân, chọn đương đầu thách thức để tìm ra cơ hội phát triển, bạn đang đi đúng hướng đấy nhé. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vận trình của người tuổi Thân trong tháng này sẽ gặp chút giảm sút, nguyên do bạn làm việc với cường độ quá cao, trong khi sức khỏe lại không đảm bảo, tâm trạng dễ xuất hiện suy nghĩ lực bất tòng tâm. Mặt tài lộc, có lẽ người tuổi Mậu Thân không nên dễ dàng cho người khác vay tiền, nguy cơ mất tiền khá cao. Bạn cũng nên hạn chế phần nào tính cách cố chấp của mình, tránh tự mình chịu thiệt thòi quá nhiều. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Thời điểm này hoàn toàn phù hợp tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống, làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sự thành công trong tương lai chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn. Tài vận tăng tiến mạnh mẽ hơn hẳn tháng trước, tuy nhiên, để có được sự đột phá về doanh thu, đòi hỏi bản mệnh phải liều mình một phen. Khó khăn hay cơ hội trước mắt đã nhìn thấy, nhưng dấu hiệu thành công chưa ai dám khẳng định, tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Thứ tài trong tháng khá vượng, có lợi cho đầu tư, kinh doanh, tuy nhiên bản mệnh cần quan tâm hơn tới sức khỏe của mình, đi đứng cẩn thận, để phòng bị té ngã gây chấn thương ở vùng mắt hoặc va chạm xe cộ, có lộc về đất cát hoặc đầu tư. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, tuổi Mậu Thân nhận được nguồn viện trợ lớn về tài chính, có thể là vay vốn thành công, có người thân hay bạn bè giúp đỡ, có thể tiến hành mở rộng quy mô kinh doanh đầu tư tại thời điểm này. Có điều các chi phí phát sinh trong tháng nhiều, nếu không quản lý tài chính chặt chẽ, tiền bạc dễ tiêu tán, khó mà dồn vào để làm việc lớn. Tháng này đào hoa vượng, tốt cho người độc thân, nhưng gây phiền toái cho ai đã kết hôn, hành sự thận trọng kẻo vướng họa thị phi, gia đình rạn nứt, thanh danh bị vấy bẩn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mậu Thân bước sang tháng 6 sẽ được thần tài ưu ái, nên cầu gì được nấy, công danh sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Ngay từ đầu tháng, bản mệnh đã có thể cảm nhận may mắn đang đồng hành cùng với mình. Con giáp này được đánh giá cao bởi năng lực, sự cống hiến hết mình và chính những đặc điểm nổi trội đó đã giúp bạn giành được cơ hội để tỏa sáng. Song dù đang có lợi thế, những chú khỉ cũng đừng vì thế mà tỏ ra chủ quan, lơ là trong sự nghiệp. Tháng này, bạn được khuyên nên tập trung vào những nhiệm vụ được phân công. Nếu lơ là thì kể cả những việc quen thuộc nhất cũng dễ xảy ra sai sót. Về phương diện tài chính, các kế hoạch kiếm tiền của tuổi Mậu Thân cũng khá triển vọng trong tháng này. Thời điểm này rất thích hợp để ký kết hợp đồng với đối tác. Hãy thận trọng tiến hành, tương lai bạn sẽ thu được nhiều lợi nhuận. Chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không việc gì có thể làm khó được bạn. Thậm chí bạn tìm được cơ hội để chuyển bại thành thắng. Từ đây phú quý tài lộc không ngừng tăng tiến. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. 1. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Mậu Thân năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Mậu Thân năm 2024 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mộc Đức sao sáng minh mông, lộc tài xuân hạ thu đông dạng người, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã nụ cười ấm no. Gặp sao Mộc Đức như được tiếp thêm phúc khí, mưu sự thuận lợi vì nhiều may mắn, trong gia đình có hỷ tín rõ ràng của con cháu. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch, có thể tiến hành đại sự,
Đặc biệt năm nay mệnh chủ sẽ đón nhận những tin vui về phương diện gia đạo. Theo niên hạn, hạn tam kheo hạn nhẹ không sao, đầu năm lưu ý chân tay phải phòng, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Hạn này chủ yếu gây hại về sức khỏe, nhất là hệ cơ xương. Năm gặp hạn tam kheo nên đề phòng thương tật ở chân tay, đi xe cộ nên cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay mắt bị mờ. Tiểu kết, người tuổi này gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như trong phương diện tài lộc. Bạn chủ động nắm bắt cơ hội thì dễ thành công hơn người. Ở độ tuổi này, con cái của nữ mậu thân đã trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng. Đây là điều khiến mệnh chủ hạnh phúc nhất khi sự cố gắng nỗ lực nuôi dạy con cái được báo đáp. Vào năm Giáp Thìn, nữ tuổi thân 1968 sẽ có nhiều thời gian hơn để nâng cao đời sống tinh thần, tu tập để giữ tâm ý sáng trong, phát triển trí tuệ tâm linh, chuyển hóa mình từ bất an về những trạng thái an lạc. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc vỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy, mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về tinh thần, đường số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. 2. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Mậu Thân năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, nam mệnh tuổi Mậu Thân năm 2024 gặp sao Thủy Diệu. Đây là sao tốt chủ về tài lộc vượng, trong nhà có nhiều chuyện vui mừng, hỷ sự. Sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao Thủy Diệu chiếu mệnh cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn thiên tinh, gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc, đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Tiểu kết, năm có sao tốt chiếu mệnh, nam mạng mậu thân gặp nhiều may mắn, trong nhà có chuyện vui mừng, có hỷ sự. Tuy vậy, đối với những người tính tình nóng nảy, hấp tấp thì dễ vướng phải trục trặc trong công việc. Bên cạnh đó, hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể. Không chủ quan trước các dấu hiệu thay đổi trong người, nam bính thân nên đi thăm khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe. Năm này nếu bản mệnh vẫn đang làm việc thì nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, làm việc với thái độ thong dong về cuộc sống đã không còn nhiều lo toan, kinh tế cũng được ổn định hơn trước. Cách tăng cát khí của sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đổ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đường số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đường số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình.
tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp Mậu Thân gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu vàng kim vượng sự nghiệp. Màu này giúp người tuổi Mậu Thân luôn duy trì được tinh thần vui vẻ, cởi mở, giúp xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, thậm chí bạn còn được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá, hoặc những cơ hội để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc. Màu xám vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng màu xám, bản mệnh sẽ luôn tỉnh táo, hăng hái đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, công sức hơn, từ đó bạn khẳng định được vị thế của mình. Người làm ăn kinh doanh cũng trở nên nhạy bén, nắm bắt được xu thế của thị trường, nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những khách hàng mới. Màu nâu vượng tình duyên. Màu nâu giúp bản mệnh trở nên điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn, biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung là hài hòa, hai người biết nhường nhịn nhau và cùng trao đổi tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Mậu Thân là đỏ, hồng. Hai màu này khiến tâm trạng của người tuổi Mậu Thân luôn nóng nảy, sốt sắng, không thể suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc, đồng thời dễ bỏ dở giữa chừng, khiến bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể, gây ấn tượng xấu cho người khác. Màu đỏ và màu hồng cũng có thể chiêu đào hoa xấu, khiến người có đôi dễ sa ngã, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, danh dự của bản thân. Vật phẩm phong thủy cho tuổi Mậu Thân gia tăng tài lộc, cuộc sống thịnh vượng trong năm 2024. 1. Tỷ hưu phong thủy. Tuổi hưu trong phong thủy có nhiều mục đích sử dụng khác nhau tùy vào từng hoàn cảnh của người đang sở hữu. Tỷ hưu còn có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy. Khi nó vào nhà thì tác dụng của nó thật vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Vì thế, người mang mệnh thổ tuổi Mậu Thân có thể sử dụng tỷ hưu bằng ngọc, đá hoặc kim, mang màu sắc tương sinh như đỏ, vàng, nâu đất để sử dụng tốt nhất. 2. Tiền xu, tiền cổ. Tiền xu cổ luôn là một pháp khí được sử dụng rất nhiều ở trong phong thủy. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải. Cát khí của nó không những làm gia tăng tài lộc, mà có thể còn đem lại nhiều may mắn về công danh, sự nghiệp và giúp giải trừ tai họa, hóa giải tiểu nhân. Tiền cổ phong thủy có nhiều loại và những ý nghĩa khác nhau. Đối với người Mậu Thân có thể sử dụng các loại tiền xu sâu từ 3 đến 9 đồng để hóa giải vận hạn, thịnh vượng về tài lộc. 3. Tượng khỉ phong thủy tuổi Mậu Thân 1968. Cùng với biểu tượng các con vật khác, khỉ được sử dụng khá phổ biến trong phong thủy. Biểu tượng khỉ với các tư thế khác nhau thể hiện những ý nghĩa các cát tường riêng. Nó có thể được tạo bởi nhiều chất liệu từ gỗ, ngọc, pha lê, đến đồng mạ vàng và thậm chí là vàng nguyên chất. 4. Thiềm thừ. Phong thủy tuổi Mậu Thân 1968, cóc tài lộc hay cóc ba chân, tên là thiềm thừ. Đây là vật phẩm phong thủy chỉ đứng thứ hai sau tỷ hưu, được cho là sẽ mang lại điểm lành và thu hút tài lộc. Gia chủ tuổi Mậu Thân 1968 rất hợp thiềm thừ màu vàng, đỏ hoặc màu đất. Lúc quay đầu cóc vàng ra nói, đi ra ngoài kiếm tiền đi, còn khi quay đầu vào nói, đem tiền về nhà nhé. Quý vị thân mến, nếu hỏi bí quyết làm giàu của những người thành công, bạn sẽ nhận ra mẫu số chung của hầu hết họ, đó là từ khó khăn, vất vả mà đi lên. Quá trình đó họ phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, còn những ai làm giàu nhanh thì tiền của ra đi cũng nhanh, chóng vánh như cách nó đến vậy. Thế nên, để có được sự giàu có bền vững, Đức Phật luôn khuyên chúng ta đó là luôn chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, làm việc gì cũng phải hết mình, tận tâm thực hiện đến cùng mới mong có được kết quả, mới thấy khó mà bỏ cuộc thì không có cơ hội chinh phục các thử thách, cũng không có cơ hội tiến bộ về trí tuệ. Hãy lấy lao động là vinh quang, vì qua đó chúng ta mới khai mở trí huệ của mình, nhưng cũng phải đủ kiên nhẫn cho tới khi thấy được thành quả thực sự, chứ không nên đứng núi này trông núi nọ. Dù có ước mơ làm giàu, nhưng không kiên trì nhẫn nại thì chỉ sôi hỏng bỏng không. Dù đã hoàn thành 90%, quá trình làm giàu chỉ còn thiếu 10% nữa, nhưng ta vì quá chán nản mà bỏ cuộc, không chịu tiến bước, thì cuối cùng vẫn bị rơi vào cảnh nghèo khó trong nay mai mà thôi. Như vậy, chỉ uổng phí thời gian và công sức suốt 90% đó, mà cuối cùng không thoát ra được vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Hãy nhớ lời Phật dạy về nguyên tắc của sự giàu có này, để luôn chăm chỉ, nhẫn nại trong suốt hành trình của mình. Đừng vì chưa thấy chút thành quả nào đã nản chí, bỏ cuộc. Nếu gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng chút một, tin rằng ta đang phải giải một bài toán khó. Giải được rồi ta sẽ thông minh lên và giàu có gấp bội,
đó cũng là việc rất thú vị trong quá trình làm giàu mà ai cũng phải trải qua và không có ai là ngoại lệ. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.